thôi em hãy về đi, xin trả lại em những gì đầu môi em trao. Rồi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng, mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi. Thôi em hãy về đi, em chớ sầu bi, bởi tình còn mang chia ly. Rồi khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà, mà nay duyên tình dở dang, trách em sao quá phù phàng. Em ơi em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi thề không đổi ngôi. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em. Nay mỗi đứa một đời, em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. Môi em trao, rồi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng, mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi. Thôi em hãy về đi, em chớ sầu bi, bởi tình còn mang chia ly. Rồi khi mới gặp em, yêu thật đậm đà, mà nay duyên tình dở dang, trách em sao quá phù phàng. Em ơi em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ, còn gì đâu ước mơ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi thề không đổi ngôi. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em. Nay mỗi đứa một nơi, em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. Nay mỗi đứa một nơi, em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. Xin chào anh Lâm Vũ. Dạ vâng ạ. Anh là ca sĩ đầu tiên mở đầu cho chương trình Một Thời Ký Ức 2 ngày hôm nay. Không biết là cảm xúc của anh hiện tại bây giờ như thế nào? Cảm xúc thì đi hát nhiều rồi mà cứ nói là mình đầu tiên lên là luôn luôn hồi hộp. Mà gặp một người MC mà duyên dáng như Trí nữa càng hồi hộp hơn. Vâng ạ, nhưng mà hồi hộp thì hồi hộp, nhưng mà vẫn là phải nói chuyện. Tại vì hôm nay chương trình của Lưu Ánh Loan mà
Em luôn luôn ưu ái cho Vũ được mở màn cho chương trình Một Thời Ký Ức. Thì thật sự đó cũng là một sự hãnh diện cho Lâm Vũ, tại mở màn chương trình mà luôn luôn áp lực lắm. Và nhưng mà thật sự mà nói, Vũ cũng cảm ơn vì em, ca sĩ Luân Loan đã tin tưởng Vũ để hát trình bày hai ca khúc mở màn cho chương trình Một Thời Ký Ức. Và thật sự trong cuộc sống này ai cũng có một thời ký ức đúng không em? Dạ vâng ạ. Và ký ức của mỗi người sẽ một khác nhau. Còn ký ức của Vũ thì nằm trong tất cả những bài hát mà các anh chị đang hát trong chương trình Một Thời Ký Ức này. Vũ và Loan cũng đã chọn ra hai ca khúc để mà Lâm Vũ vừa hát xong đó. Thì Lâm Vũ, đó là những ca khúc rất hay của một thời của Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ nghĩ rằng khi hát là những ca khúc cũ thì chúng ta đều ai cũng có một cái hoài niệm, một cái kỷ niệm đẹp của một cái ca khúc đó. Và Vũ chọn hai ca khúc này cũng là một cái kỷ niệm đẹp trong những năm mà Lâm Vũ còn nhỏ, đam mê âm nhạc và nghe những ca khúc này rất nhiều. Và đến giờ này được thể hiện những ca khúc mà mình đam mê từ nhỏ, đó là một điều rất tuyệt vời. Anh vừa nhắc đến Một Thời Ký Ức với rất nhiều những ca khúc mà từ bé đến giờ và kể cả trong cái quãng đời mà anh đi hát đúng không ạ? Nhưng mà xin được chia sẻ với mọi người là anh Lâm Vũ cũng chính là ký ức, là thanh xuân của Hoàng Trí ở đây, và Hoàng Trí tin là của rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Vậy thì không biết là bây giờ anh có điều gì nhắn gửi đến mọi người không ạ? Vâng, anh xin cảm ơn Hoàng Trí, và thật sự anh muốn tất cả mọi người cùng thưởng thức chương trình của ca sĩ Lưu Ánh Loan, một cái chương trình rất là hay.